Em có những thế mạnh gì và những cái khuyết điểm gì? Dạ, em thì mạnh em là vui vẻ, thẳng tính và biết chơi thể thao. Làm được tất cả công việc nhà, đặc biệt là biết ca hát nhưng mà ca rất dở. Những vui là được rồi. Dạ, khuyết điểm thì ở nhà thì em hay lề mề, với không có tự tin trước đám đông á, với ít nói chuyện với người lạ. Còn chút bên kia người lạ có dám nói không? Rồi bạn gái. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm thì em là người không có nóng tính. Dạ, em sống độc lập, tự lập và kiểm soát tốt cái thái độ như là suy nghĩ của mình. Khuyết điểm là mặc dù giọng nói thì tương đối là dễ nghe nhưng mà em hát rất là dở. Rồi sao hai người này giống nhau quá vậy? Chút xíu nữa mật màng lên rồi hai người hát thử coi đối phương có chạy luôn không? Hai người nhìn nhau say đắm ghê đó. Nhìn đắm đuối dữ vậy. Thôi giờ hai người hát thử đi. Đó, cho bạn ấy nghe đi em trai. Cho nó giải tỏa tâm lý đi ha. Thấy hai người cứ nhìn nhau. Em đứng lên em hát vài câu đi. Bây giờ em hát tại tiếng Anh không nhớ tựa bài nữa. Rồi, không cần tựa. Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng giá từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ dịu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Thôi thôi thôi, buồn quá buồn quá. Mới gặp người yêu ban đầu hát cái bài vui vui, hát bài đắp mộ cuộc tình. Em có bài nào vui vui hát tàn ảnh đi em. Rồi em hát anh về luôn anh. Kệ nó. Không được. Cháu lên 3 lên 4 gì đó cho nó vui được rồi. Em hát dở khủng khiếp luôn. Kệ nó. Khủng khiếp cỡ nào cũng được hết hay đâu. Cho nó phá phong thủy nãy đi, cái bài này không hợp rồi đó. Cháu lên bà cháu vô màu dao, cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Cặp này có ý gì rồi nè. Nhìn hát nhau đắm đuối luôn vậy đó hả? Rồi thôi hai người nói chuyện đi. Hẹn hò thế nào đó, nói đi. Anh có đi xuống Bến Tre chơi lần nào chưa? Anh chưa đi đến Bến Tre nhưng mà có người cậu cũng lấy vợ đó. À, anh thấy con gái Bến Tre sao? Dễ thương. Dám đến Bến Tre mà. Dạ, thường thì lúc những lúc buồn á, thường anh làm gì? Thường thì anh ra bờ sông. Làm gì buồn ra bờ sông đi. Ngồi một mình để ngắm nước trôi hay là ngắm mây trời gì đó chị. Rồi hay là nắm đá, cầm đá ném xuống sông kìa. Có khi nào buồn quá có ý định đi xuống dưới đó luôn chưa? Không nè chị ơi, còn yêu đời mà. Giờ hai người tính hẹn hò nhau làm sao? Nếu mà cho anh cơ hội thì chúng ta có thể đi xem phim hoặc uống gì để tìm hiểu nhau hơn. Yeah. Mấy lúc bẽn lẽn này hay lắm. Hai người có ý nhau rồi, làm như có xét chút xíu rồi đó. Hôm qua em cầm tay cô gái ngay, thử cảm nhận thế nào. Dạ, để mình chuẩn bị bấm nút. Dạ. Bước quá. Cầm. Rồi, nói gì đi. Lạnh không? Dạ. Em thấy anh hình như anh run á, tay anh hơi lạnh. Không, anh không có run. Thì thầy mới lạnh nên anh lạnh đi. Thầy tin tưởng làm bạn nghe anh nha. Gì bắt tay. Làm cái đối tác kia đó. Em nắm tay nè, nắm tay vô. Để cảm nhận tình yêu hai tay đàng hoàng. Đó, nhìn thẳng vô mắt ha, cho nó tình cảm. Rồi bây giờ mình nghĩ trong lòng cái gì ha, cảm nhận cái với đối phương thế nào. Em hãy nói bằng tất cả những gì mình suy nghĩ nha, không cần hoa mỹ gì hết. Nói những gì mình đang suy nghĩ, bắt đầu. Anh cũng anh cảm nhận sao vậy em? Ok, quá tuyệt vời. Thật mà. Dạ. Em thấy anh thế nào? Dạ, anh hiền. Hiền hả? Dạ. Hy vọng mọi điều sẽ tiến triển tốt đẹp. Được rồi đó. Chúng ta kiểm tra và lại tất cả những gì nãy giờ chúng ta nói. Kiểm tra lại con tim của mình, xem đối phương có thuộc nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Nhưng khi chúng ta bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với cái bấm nút đó. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Quan trọng cả cuộc đời đó các bạn. 2. 3. Hết thời gian. Em gái có bấm không? Dạ em có bấm. Hả? Có bấm hả? Bấm tay lo quá. Lo thấy chưa? Nếu mà cô ấy không bấm nãy giờ em cảm giác thế nào? Thấy cô không dạ, bấm? Dạ không sao chị. Nếu mà chứ bạn gái không bấm thì có lẽ bạn gái cần phải suy nghĩ chọn người chính đáng hơn em. Chính đáng hơn em hả? Dạ. Là em không có chính đáng hả? Không phải, là người tốt đẹp hơn.
chúc mừng hai em nha. Hai người xứng đôi ha. À, rất là đẹp đôi, dễ thương đấy. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đây để có không gian lãng mạn hơn, để yêu nhau nhiều hơn. Đây là một chiếc TV Bana 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. TV thuộc dòng cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như các bạn đồng ý kết hôn, TV Bana sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn. Đúng chưa? Mấy cặp mà lại đây hôn hôn vì chú xuống kia không biết được kia. Nắm tay thì chặt đó. Cái anh này là thích anh này nè. Buông tay ra hoài à, để tình. Trong đó trong buồn, đó trong buồn. Đi ra đây nè. Vô buồn hả? Rất là dễ thương thưa quý vị, một cặp rất là xứng đôi và hy vọng là họ sẽ sớm tiến tới hôn nhân nha.